con cái. Dăm ba cái trò xích đu trẻ con. Nhìn người trưởng thành chơi đi này. What cha? Ok. Thí sinh tiếp theo. Úi giời ơi. Con hàng này đừng làm mà cho bọn anh cười nữa có được không? Úi giời ơi. Anh xin mày đấy. Tôi là không chắc là mọi thứ sẽ ổn anh bạn à. Thôi im miệng ổn đi. Hùa đâu chiếm nó cho anh. Á á, chết tôi. Úi giời ơi. Đấy, vừa lòng các người chưa? Cái tấm thân già nua này đau đớn quá đi. Gì đây? À, giày trượt ba tin à? Ok, chất nhất quả đất luôn. Giờ thể hiện đi nào em gái. Ôi. Còn chưa được vòng nào mà đã dập hết cả hàng ngoại cái kia thì có ổn không em ơi? Ơ, cái thằng chó này đã gây ô nhiễm môi trường lại còn phá hoại của công nữa hả? Ôi trời ơi, tội mình nặng lắm luôn. Các bác giữ nó lại để em đi báo công an. Này, đừng từ bỏ anh bạn nhầy, cậu sẽ làm được, cố lên. Đúng rồi, nhận lấy đi, giờ thời cơ đến rồi kìa. Ngoam ngoam, wow, ngoam 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 kìa. Dời hàng rồi, giờ à, bao nhiêu công sức đi là mất hết được rồi nhá. Rồi con chuột này fitness quá anh em ạ. Úi giời, chuột cũng cần phải làm đỏm nha. Rồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho các kiểu thì ra đường mới cua được gái, hiểu không? Úi giời, phải cẩn thận chứ lại trời ơi. Cái bàn tay này phải chăng như là mình có siêu năng lượng rồi. Thật là thần kỳ. Ôi Spider-Man ư. Thì sao lại phản xạ thần thánh đến thế chứ lại. Bắn tên nào, bắn. Con ngựa này trông lạ thế đấy. Bác Giai có quả phương tiện này chắc chơi người dơi ấy nhỉ. Khỏi phải bàn luôn ấy. Thì có đi được hai người không bác? Cho cháu theo với. Khi mà Tôn Ngộ Không đã phá đảo Tây Trúc thì anh ấy sẽ xuống hạ giới và làm một công việc đó là múa biển kiểu này này. Uy uy, mẹ tiên sư nó ảo thế chứ nhỉ. Mày bước ra khỏi chỗ đấy mau nhanh lên. Quả này về nhà tao cho mày ăn mấy cái roi thì tao không làm con mày nhá. Phá không thể nào mà chịu được. Trời ơi, tôi phát điên lên mất đi. Mời anh em về quán cà phê nhà anh nhá. Xem cái hả, nó nhỏ có ngay lập tức. Đấy, cả một hồ đầy cá ngay dưới chân đây này. Em muốn cảm nhận độ chân thật ghê. Cho thật luôn đây này. Ê, hình như là có cái mẹ gì đấy nó sai sai vách cả linh hồn ra đây này. Chúng mày mà nhận nhầm con hết rồi trời ạ. Ái dồi ôi, sao tôi đào cái đầu quá vậy như này. Vừa rồi là những màn biểu diễn kết hợp giữa sự ảo diệu và tấu hài kinh điển của các dân chơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên like để cho chúng tôi có động lực. Quên nữa còn phải là cả subscribe nữa nha. Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những video vô cùng hấp dẫn ở những ngày tiếp theo. Còn bây giờ thì Duy Hiếu và channel xin được nói lời chào tạm biệt. Xin được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quan trên lẫn họ dưới. Ông dì, chú bác rồi cô họ mợ, anh cậu tớ bạn bè có mặt trong cái channel của bọn mình. Ngày hôm nay thì các chế cảm thấy như thế nào? Có bị căng thẳng và mệt mỏi không? Nếu có ấy, mà kể cả là có hay là không đi chăng nữa thì đời nó đang phơi phới. Tội quái gì mà không yêu. Nào, nếu mà còn cảm thấy buồn hay là cô đơn hay gì, mệt mỏi gì nữa thì lao hết vào đây coi hài để xem ông nào còn chán đời nữa không nào. Mà đã yêu đời rồi thì lại yêu tất tần tật những cái gì liên quan đến cuộc sống. Kể cả những phút giây đi nhà vệ sinh, thứ gì rơi mất rồi cũng luôn luôn tiếc nuối và muốn cầm lại, lôi lại và đút lại luôn. Thế thì còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào video để xem là có cái gì ở trong đấy nhá. Ông anh, ôi giời ơi, làm cái gì mà trông nó cứ vật vã thế nhờ. Ôi giời, rồi, kéo lên xem nào. Hả? Bắc thang lên hỏi ông trời á, con kéo kiểu này có ăn được không á? Ôi giời, ông trời ông bảo là con mà ăn cái đậu bắp nha, ăn cơm nha, lo mà đền bù thiệt hại cho người ta đi. Má, chúng mày lừa ông đấy à? Ôi giời ơi, sao lại nhúng xuống đấy thích lắm.
Ôi trời đất ơi, lạnh bút gọi là hết cả cái tâm can rồi, chứ có thích cái cóc khô gì đâu. Ôi ôi, ghét thế này. Ai chà chà, ôi trời, hello người đẹp nha. How are you? Thôi, chết. Kìa em, chưa gì mà đã bục hết da rồi thế. Ui, không nhìn đâu, xấu hổ lắm. Có vui không? Nhỏ ơi, có thấy phấn khích không? Riêng tao là chỉ thấy ê hết cả cái bộ mông thôi. Gớm chứ nhìn nó tự hành hạ mông nó kia. Ui ôi, trời ơi, chết tiệt. Ố là la, tạo dáng đi em ơi. Người ngậm săn chắc gớm nha. Quanh đây anh biểu cái. Ôi giời ơi, giời ơi. Mất mẹ nó chả hết hình tượng chết chi rồi. Gợi cảm các thứ. Trước đó rồi còn gì nữa, sóng với chả gió. Mấy cái thằng rảnh rỗi này nghĩ trò gì bổ ích hơn xem đi nào. Ôi giời ơi, đấy thấy chưa, bẹp hết cả rồi còn gì nữa. Chạy cái nỗi gì, cái bọn mất dạy kia. Quay lại đây đền quần cho nhanh lên. Anh một đầu, chú một đầu, hai bác kia phụ em hai đầu dưới. Nào, 1, 2, 3, lên. Ôi giời ơi, phối hợp kiểu này thì cái tivi đấy, giá đấy, cứ chia đầu người, 4 mạng rồi đền cho khách nha. Ai da, ôi giời ơi, tưởng dễ lừa được con này ai này, mơ đi sói nha. Nào, để yên cho bà liếm. Ôi giời ơi, bác ơi, chúng nó cứ gọi là hội đồng ủ quay tôi, chết tôi mất. Cứu. Xin chào bà con nha, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách làm người dơi nhá. Quạch. Ôi đấy, bà con đã thấy tôi dơi, chuẩn bà chưa? Tiền cả đấy. Quảng gì mà lại thiếu sức sống thế hả bà nội? Trời ơi, choang, trời tới công chuyện luôn rồi đó si ba. Nhài, cồng cành quá nha, dừng lại nghỉ tay một chút đi em Giang ơi. Ôi tôi xong rồi đại vương ơi, quả này thì có mà mất hết rồi. Thôi, tôi xin bỏ việc, mai tôi nộp đơn. Chết thiệt chứ lị. Hết chỗ rồi bạn ơi, đi chuyến sau đi bạn ơi. Thôi nha, các bác cho em xin trả lá lốt đi. Quá giang phát, ai lại chơi gì thế bây giờ. Ôi giời, còn đôi tông nào. Mất nguyên đôi tông hàng hiệu nha. Ôi giời, đau đớn thế chứ. Dịch vụ ở đây thế nào em? Ổn áp lưu hoa không? nào cái bà này, người ta đang gội đầu, giữ nguyên cái vị trí xem nào. Rồi, giờ có gội nữa hay không chị bảo. Này, chị mới bực mình rồi đấy nhá. Điên tiết cả người lên rồi đây này, dừng dực lên đây. Này, vẫn cứ cố tình à. Đây này, giời ơi cái con mụ điên kia. Tao mà phát hỏa lên nhá, là nhận hết đi nhá, chị chả thừa đâu. Ôi giời ơi, cái gì đây? Mới chỉ bắt đầu mới thế nào mà trời ơi, làm người ta giật hết cả cái gọi là cái lỗ hồn. Trời ơi mẹ ơi, con chuột. Các cô các bác ơi, ơi cứu họ ngã gốc nhà cháu ơi. Chích camera xem nay có gì mới mẻ thế nào. Ơ kìa, mấy cái thằng phản loạn này. Các đồng chí vào việc tóm gọn nó cho em. Ôi giời ơi, sao mà dây dợn lại lằng nhằng tiếp chứ lịnh. Ôi giời, tôi mệt mỏi quá đi. Ôi, tạm biệt mọi người, tôi tự hủy đây. Chết rồi, nhặt nhanh như chuồn mẹ. Ông bà già mà biết thì mình bị tẩn cứ gọi là no con bà đòn luôn. Người anh em, con hàng này trông nguy hiểm đấy. À, không phải, bạn là bạn mình cả. Nào, chúng ta cứ chơi, chơi hết đêm này, chiến hữu ơi. Ôi trời ơi, Yolo, cố lên, quẩy lên nào. Ôi trời ơi, vui quá mấy ông ơi, thì làm thêm một vòng nữa. Em, nghe anh giải thích đã xem nào. Rồi mọi người không nghĩ em nghĩ đâu. Ôi, may quá, hai cán bộ đang cãi lộn, không để ý đến mình ý. Đố các sếp biết con ở đâu đấy. Không thấy đâu cơ. Bây giờ thực kệ nó đi anh, mình cãi nhau tiếp vì đang căng thẳng thế này. Giải quyết xong chưa? Ok, farang heo. Ôm nhau một cái đi nào. I love you so much.
ha. Có ma kìa mọi người ơi. Ôi trời ơi, người đâu rồi, người hùng của lòng em đâu rồi? Ôi trời ơi, cảm ơn bác, cảm ơn bác đã cứu mang em một bàn thua trông tí luôn như này. Suýt nữa thì toàn này. Bà con ơi, vừa rồi là màn trình diễn không thể tốn nước mắt nhưng mà lại cười chảy cả nước mắt của những người chơi hệ tấu hài trên khắp thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu như thấy video hay thì hãy nhấn like hoặc là subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Ồ, còn bây giờ thì Duy Hiếu xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tụi mình nhé. Đã bao nhiêu lần mà anh em chơi thể thao rồi lại còn bị ăn củ hành củ tỏi, cay lắm đúng không? Ừ, rồi nhưng mà cũng chẳng sao hết cả. Rất nhiều đồng chí cũng gặp phải cái cảnh tương tự như vậy. Ừ, hãy xem qua và cười một tiếng cho nó vui nhá. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cảnh phim Titanic phiên bản dở hơi không biết bơi. Vì chả cần cái mũi băng khỉ nào mà con tàu nó vẫn cứ sập. Giúp đỡ hết mình, ngược lại thì nó làm mình hết hồn luôn. Khổ thế cái lịch. Lần sau nghe điện thoại thì cứ đơn giản thế này mà cũng ngựa thì ngọt quá chứ lại. Dư này thì chị phải giảm.